一口一爽。Inhalation and exhalation. Slowly, slowly box together in front of your chest. Rub your both palms. So, hai lòng bàn tay. Slowly place your both to your eyes. Từ từ đưa hai tay lên mắt cảm nhận hơi ấm ạ. Đưa qua chẻ và massage mặt ạ. Slowly bring down your hand. Và từ từ hạ tay. Drop your chin down. Hạ cằm. Open your eyes and look at you. Mở mắt nhìn vào một điểm giữa hai lòng bàn tay. Okay everybody. Namaste. Xin chào. Good morning everyone. Chào buổi sáng mọi người ạ. Come to Nada Yoga Sala today. Our practice is outdoor yoga. Chào mừng mọi người đến với Nada Yoga Sala. Hôm nay chúng ta sẽ học bài outdoor. Yes. Okay, when everybody will start our practice. While inhalation, slowly both hands interlock your fingers straight. Hít vào, khóa hai tay lại, thẳng hai tay. Slowly both hands. Đưa hai tay lên ạ. Stretch your full body, look up. Kéo giãn toàn thân, nhìn lên. Exhalation, slowly both hands down. Thở ra, hạ tay. Drop your chin down. Hạ cằm ạ. Thẳng lưng. Inhale. Inhale. Slowly bring up. Từ từ lên ạ. Exhalation. Slowly both hands down. Thở ra hạ tay. Inhale. Hít vào. Hít vào. Khóa tay lại. Kéo giãn tay lên ạ. Exhale. Thở ra hạ tay hạ cằm. Inhale. Bring your both hands up. Exhale. Do it slowly. Inhale. Keep out. Final three more. Còn ba lần nữa. Exhale. Down. Inhale. Keep out. Tay lên. Kéo giãn toàn thân hướng lên ạ. Exhale. Thở ra hạ tay hạ cằm. Last round and hold. Lần cuối mà giữ lại. Keep out. Tay lên. Hold in that posture, straight your spine. Giữ nguyên tư thế ạ, thẳng lưng. Look at your bum. Nhìn theo tay. 6 5 4 3 2 1. Slowly both hands down. Từ từ hạ tay, hạ cằm. Drop your chin down, straight your spine. Thẳng lưng ạ. Look down. Nhìn xuống. 6 5 4 3 2 1. While inhalation, slowly both hands up. Inhale, hai tay lên. Exhale, slowly both hands over the leg. Thở ra, từ từ hai tay xoay ngang ạ. While inhaling, exhale, don't facing upward. Ngửa tay lên ạ. Try to get your shoulders tay dựng lấy khớp vai ạ. Thử tay sát lại, xoay vai. 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly reboot, pause your direction, change your direction. 10 9 8 7 6 5 4 3 2
same pitch. Inhale về giữa. Well, exhalation, slowly turn your body right side. Xoay người sang phải ạ. Take your left hand, catch your right knee joint. Tay trái nằm lên đầu gối phải ạ. Right hand back off your body. Tay phải ra sau. It's just trying to look back. Xoắn lưng của mình nhìn ra sau ạ. Inhale. Hít vào về giữa. Exhale. Thở ra trái. Inhale. Hít vào. Exhale. Thở ra phải. Inhale. Hít vào. Exhale. Thở ra trái. Last two more. Hai lần nữa. Inhale. Hít vào. Exhale. Thở ra phải. Inhale. Exhale. Last and final round. Lần cuối ạ. Inhale, same here. Hít vào về giữa. Right and try to catch your left thigh with your right hand. Twist your spine. Xoắn lưng ạ, tay phải ra sau. Nằm lấy eo bên trái đi ạ. Yes, try to straight your spine. More twist back. Cố gắng xoắn cái lưng của mình sâu hơn. Very good, hold it there, normal breathing. Giữ nguyên tư thế, hít thở đều. Six. Hít vào về giữa. Exhale your body left. Thở ra trái ạ. Try to catch your right hand with your left hand. Cố gắng nắm lấy bàn chân trái ạ. Look back. Nhìn ra sau. Twist. Six. Hold normal rhythm. Giữ nguyên tư thế, hít thở đều. Five. Four. Three. Two. And one. Well, inhale, center, straight your hips. Hai tay sang ngang. Exhalation. Slowly down right side. Thở ra gặp người sang phải ạ. Left hand over your head, straight your left hand. Tay trái thẳng qua đầu ạ. Inhalation. Hít vào về giữa. Exhalation down. Thở left. Ra trái. Inhale. Hít vào. Exhale. Inhale. Hít vào. Exhale. Thở ra trái. Inhale. Hít vào. Last vital three more. Ba lần nữa. Exhale. Thở ra. Inhale. Hít vào. Exhale. Thở ra. Để inhale center. Mình chạm xuống sàn kia. Hít vào về giữa. Exhale right. Thở ra phải. Lập tay phải xuống, thẳng tay trái, straight your left hand. Inhale. Hít vào. Exhale. Thở ra trái. Last and final round, inhale center, both hands shoulder length. Hít vào về giữa, hai tay sang ngang. Well, exhalation, slowly right palm down. Thở ra, left palm over your head, it's only straight your body. Và từ từ kéo giãn người sang hướng phải đi ạ. Straight your both hands. Thẳng hai tay. Hold. Giữ nguyên tư thế ạ. Mọi người thẳng tay phải ra đi ạ. 5 4 3 2 and 1. Inhale. Hít vào. Exhale slowly down left. Thở ra trái ạ. Straight your whole hand. Thẳng hai tay. Left right hand over your head. Touch your both knees on the mat, hips should be touch the mat. Cố gắng hạ hai đầu gối của mình chạm thảm đi ạ. 5 4 3 2 and 1. Inhale, center. Hít vào về giữa. Slowly both hands up. Từ từ hai tay lên ạ. While inhalation slowly bend back. Ngã lưng ạ, nhìn lên. Exhalation. Slowly both hands interlock your fingers. Push your body, squeeze your abdomen, roll up your spine. Mọi người cuộn cái lưng mình ra sau á, gồ cái vai về trước ạ. Keep back.
exhale. Thở ra. Hít vào lên. Exhale. Thở ra. Inhale. Hít vào. Exhale. Thở ra. Inhale, hít vào. Two round more. Hai lần nữa. Exhale. Thở ra hà. Inhale. Hít vào lên. Exhale. Thở ra hà. Round. Inhale. Hít vào. Hold. Giữ nguyên tư thế. Bend your spine a little. Ngã lưng một chút ạ. Look up. Nhìn lên. Normal feet. Hít thở đều. Tongue your straight. Sorry, bend back. One more exhalation. Squeeze your abdomen, drop your chin down, roll back your spine. Push your shoulder forward. Five. Four. And one more inhalation. Exhalation. Slowly unfold your both legs. Relax your both legs. Very good. Relax your feet. Okay, everybody. Slowly, legs together. Yes, while inhalation, both hands place back of your waist. Straight your spine. While inhale and exhale, hold your right leg. While inhalation, look up. Exhalation, slowly try to touch your head on your knee. Thở ra hạ đầu của mình chạm gối đi ạ. Yes, so that cannot be able to do. Nếu không được ạ, ôm lấy chân, hai tay ra trước, ôm chân đi ạ, hạ đầu mình xuống. Hold. Giữ nguyên tư thế. Six. Five. Four. Three. Two and one. While inhalation, slowly both hands catch your right leg. Slowly straight your spine. Straight your left leg. Bring your right leg up. Nâng chân phải lên. And hold. Và giữ nguyên tư thế. Six. Five. Try to straight your right leg. Cố gắng thẳng chân phải ạ. 4 3 2 and 1. While inhalation, exhalation, slowly fold your right leg. Gập chân phải ạ, để bàn chân phải lên đùi trái. With your right hand, catch your right leg. Đưa tay phải ra sau, nắm lấy bàn chân phải đi ạ. While inhalation, slowly left hand up. Hít vào, tay trái lên. Look up. Nhìn lên. Exhalation. Slowly catch your feet. Thở ra từ từ, để tay trái nằm lấy ngón chân cái bên trái đi ạ. Inhale. Hít vào. Exhale. Thở ra, gập khuỷu tay của mình lại, hạ đầu xuống. Holding there, try to straight your spine. Giữ nguyên tư thế, cố gắng thẳng lưng. Yeah, try to catch your big finger, right big finger. Cố gắng nắm lấy ngón chân cái ạ. Four. Three. Two and one. While inhalation, left hand up. Exhalation, left hand down. Right hand also down. Slowly fold your left leg. Gập chân trái. Yes. Straight your spine. Straight your both hands. Thẳng lưng ạ. While inhalation. Hít vào. Exhalation. Thở ra hạ cằm, hạ trán xuống gối ạ. Those that cannot able to try, touch your feet, hug your knee. Nếu không thể, hai tay của mình ôm lấy dưới đùi á. Four. Và hạ đầu xuống. Very good. Five. Four. Three. Two. And one. While inhale, hit five.
slowly push your hip từ từ nâng hông lên and hold it và giữ nguyên tư thế ạ. Push your hip up as much as you can. Nâng hông lên cao như có thể. Your both knees to be straight line. Hai đầu gối là một đường thẳng ạ. Cố lên. 5 4 3 2 and 1 exhalation slowly lift down. Tay phải nằm lên. Sorry, tay trái nằm lên bàn chân trái. Tay trái nằm lên bàn chân trái ạ. Từ từ nâng chân trái lên và giữ nguyên tư thế. Yes. Advance hai tay nằm lên bàn chân trái. Nâng cao hai tay nằm lên bàn chân trái ạ. 6 Very good. Go left. Go left. 5 4 3 2 and 1 Well, exhalation. Thở ra. Only chân trái xuống. Từ từ hạ chân trái xuống. Bạn inhale. Hít vào. Exhale. Move your body. Push your thở ra. Đẩy người ạ. Nâng chân lên. Advance and raise your both hands. Nâng cao từ từ thẳng hai tay ạ. Beginner support your feet. Người mới hai tay ra sau giữ lấy hông hỗ trợ. Yes, try to straighten your body forward. Cố gắng thẳng người ạ và giữ nguyên tư thế. 6 5 4 3 2 and 1 slowly chân trái xuống over từ your từ, head chân trái xuống ạ over your head qua đầu á mọi người ơi hạ chân qua đầu very good advance nâng cao ạ hai tay nằm lên bàn chân trái hai tay qua đầu nằm lấy bàn chân trái beginner support your waist holding there người mới hai tay ra sau hông hỗ trợ very good cố lên cố lên 6 5 4 3 2 and 1 well actually you know you guys it's done ngồi dậy đi ạ đẩy chân về hey, ready, okay. Mọi người ổn không ạ I'm pulling your right leg thẳng chân phải ra đi ạ lắc chân đi lắc chân okay. Lắc chân bây giờ mình đổi chân ạ thẳng hai chân từ từ gặp chân trái while inhalation hít vào thẳng lưng exhalation drop your head down thở ra hạ đầu xuống đi ạ giữ nguyên tư thế normal breathing hít thở đều 5 4 3 2 and 1 well, inhalation and exhalation slowly high time hít vào và thở ra từ từ hai tay nằm lên bàn chân ạ thẳng chân trái lên lập lên chân trái lên chân trái ạ hai tay nằm lên bàn chân trái yes and holding there thẳng lưng straight your spine và giữ nguyên tư thế thẳng lưng lên hai tay nằm lên bàn chân đang gập á 6 chân đang gập ạ chân đang gập là chân nào 5 thẳng chân phải xuống right leg down hai tay nằm lên bàn chân trái thẳng chân trái lên 4 cố lên giữ nguyên tư thế ạ 3 2 and 1 slowly gập chân trái từ từ gập chân trái ạ bàn chân trái ở trên đầu trên đùi phải ạ place that back your body gets your leg bây giờ tay ra sau đi ạ nằm lấy chân while inhalation slowly right hand up hít vào từ từ tay phải lên tay trái ra sau nằm lấy bàn chân trái đi ạ tay phải nằm lên bàn chân phải thở ra tay phải nằm lấy bàn chân phải gặp người về trước hít vào exhale drop your head down thở ra hạ đầu xuống ạ 4 6 straight your spine thẳng lưng 5 4
3, 2, and 1. While inhale, tay phải lên. Hít vào tay phải lên. Exhale, tay phải sau lên. Thở ra tay phải ra sau ạ. Tay trái xuống left hand down. While inhalation, gập chân phải, fold your right. Hít vào gập chân phải ạ. Try to touch your head on your right knee. Cố gắng hạ đầu xuống, chạm vào đầu gối bên phải đi ạ. Yes, if you cannot able to touch. Nếu không được ạ. Up your leg. Ôm lấy chân. 5 4 3 2 and 1. While inhale, slowly high five sau lưng. Hai tay ra sau lưng đi ạ. Bấm lên đi ạ. Nâng hông lên. Yes. Keep up your both knees to be straight down. Hai đầu gối là cũng đứng thẳng ạ. Relax. 5 4 3 2 and 1. While exhalation, slowly hip. Thở ra từ từ hạ hông xuống ạ. Slowly tay trái nằm lên bàn. Sorry, tay phải nằm lên bàn chân phải. Tay phải nằm lấy bàn chân phải và từ từ nâng chân phải lên. Một tay nằm trong. Một tay sau lưng, place your both lower. Người mới ạ, một tay ra sau ạ. Advance, hai tay nằm lên bàn. Nâng cao hai tay nằm lấy bàn chân phải ạ. Giữ nguyên tư thế. 6 5. Go left. 4. More advanced, try to touch your head on your leg. Nâng cao hơn nữa, cố gắng hạ trán của mình chạm vào chân đi ạ. 3 and 1. Well, inhale tiếp and vào, exhale, thở slowly ra. Leg down. Từ take từ your hạ hand. Chân xuống ạ. Now to lay down. Nằm xuống đi ạ. Right leg up. Nâng chân lên. Động tác khi nãy mọi người nhớ không ạ? Đứng there. Bằng vai á. Everyone nâng người lên. To do. Go left. 6. Just step. Keep sitting forward. 5. 4. Giữ người thẳng hướng lên ạ, không gặp người xuống. 3. Wait. Yes. 2. And 1. While inhalation and exhalation, hít vào và thở ra. Right leg down. Hạ chân qua đầu đi ạ. Yes. Advance at hai tay nằm lấy bàn chân phải. Nâng cao hai tay qua đầu nằm lấy bàn chân phải ạ. Hai tay sau lưng support your back. Người mới hai tay sau lưng hỗ trợ hông của mình ạ. 5 4. Go left. Thẳng lưng. Take your spine. 3 2 and 1. While exhalation, ngồi dậy. Thở ra ngồi dậy đi ạ. Đẩy chân về. Everybody okay? Mọi người ổn không ạ? Hai chân relax your both legs. Thẳng hai chân, lắc hai chân đi ạ. Slowly fold your right leg. Từ từ gặp chân phải. Straight your left leg. Thẳng chân trái ạ. While inhalation, slowly right hand face back of your right. Hít vào tay phải ra sau. Place your left hand front of your body. Tay trái về trước ạ. While inhale. Hít vào. Normally deep out. Nâng hông lên ạ, ngã lưng ra sau. Hold it. Và giữ nguyên tư thế. 6 Bend back more at once. Ngã lưng ra sau nhiều hơn nữa với những người nâng cao ạ. 4 2 and 1. While exhalation, slowly lift up. Thở ra, từ từ hạ hông xuống ạ. Place your right hand down. Đây, hai tay lên ạ. While inhale. Hít vào. Exhalation, both hands. Thở ra, hai tay nằm lấy chân ạ. Thẳng lưng, straight your spine. Thẳng lưng. Inhale. Hít vào. Thở ra, gặp hai khuỷu tay xuống, hạ trán xuống ạ. Normal breathing. Hít thở đều. Thẳng lưng, bảo trì chân, try to touch your head, thẳng chân trái, straight your left leg. Cố gắng hạ đầu xuống, chạm chân ạ, gặp hai khuỷu tay xuống.
4 3 2 1 While inhalation slowly both hands. Lift hai tay lên. Exhalation both hands down. Thở ra hạ tay. Slowly place your right leg right side of your body. Mọi người đưa chân phải sang ngang bên phải đi ạ. Inhale slowly tay phải sau lưng. Right hand place tay phải ra sau lưng ạ. Tay trái có tròn. Tay trái về trước. Inhale. Hít vào. Nâng hông lên. Very good. Hold in there. Giữ nguyên tư thế ạ. Sit. Five. Ole. Advance high thigh through both hands down. Nâng cao hạ hai tay xuống ạ. Five. Advance. Four. Beginner's hold. Tôi mở giữ nguyên tư thế ạ. Three. Two. And one. One inhale. Hít vào. Exhale down. Thở ra hạ hông ạ. Slowly tension straight to your both legs. Từ từ thẳng hai chân. Inhalation. Hít vào. Hai tay lên. Exhalation. Hai thở tay ra. Lên. Xoay người sang phải. Hai tay nằm lấy bàn chân phải đi ạ. Hít vào. Thở ra. Gập hai khuỷu tay xuống. Hạ chán chạm chân đi ạ. Giữ nguyên tư thế. Try to touch your elbow on the mat. Hạ hai khuỷu tay xuống để hai khuỷu tay của mình chạm vào thảm ạ, thẳng lưng. 6 5 Cố lên. 4 Hai tay lên. 3 Hạ tay xuống. 2 1 While inhale slowly breathe. Hít vào hai tay lên. Relax both hands, shoulder. Thở ra hai tay sang ngang. Turn your body. Xoay người ạ. Then both hands catch your both fingers. Và hai tay nắm lấy hai bên chân á. While inhalation. Hít vào. Exhalation, try to touch your chin down. Thở ra, hạ cằm xuống ạ. If you cannot able to touch, drop thighs in your body. Nếu mình không thể gặp, không thể hạ cằm xuống, mọi người gặp tay xuống đi ạ. Yes, hold. Giữ nguyên tư thế. Six. Gặp tay xuống. Gặp hai khuỷu tay xuống á. Five. Hold leg. Straight your spine, advance. Nâng cao thẳng four, lưng ạ. 3 2 1 While inhaling. Hít vào. Hai tay lên. Exhalation down. Thở ra hạ tay. Slowly chân phải về trước. Từ từ chân phải về trước đi ạ. Slowly lắc chân, relax your both legs. Lắc hai chân. Bây giờ đổi chân ạ. Gặp chân trái. Yes, side. In chest and back. Very good. While inhalation, exhalation. Tay phải và thở ra. Tay phải ra sau ạ. Tay phải. Tay trái sau lưng. Tay trái ra sau. Yes, tay phải còn sau. Tay phải về trước ạ. Hít vào. Nâng hông lên. Yes. Slowly. Bend your spine. Kẻ lưng ra sau ạ. Bend your chest. Mở ngược ra nhìn lên. Bend your left leg. Hips in before you. Đẩy hông về trước đi ạ. 5 Straight your left hand down. 4 3 Advance high thigh soon. Nâng cao hai tay hạ chạm sàn ạ. Người mới giữ nguyên như vậy ạ. 3 Nâng hông lên. 2 And one. While exhaling, slowly hip. Thở ra từ từ hạ hông xuống ạ. Both hands up. Hai tay lên. Inhale. Hít vào. Exhale. Hai tay nằm lên bàn. Thở ra hai tay nằm lấy bàn chân phải ạ. Còn tay thôi đưa đầu xuống. Gặp hai khuỷu tay xuống, hạ hai khuỷu tay chạm sàn. Còn bao nhiêu? Hít thở đều. 6 5 Thẳng lưng straight to the spine. 3 2
leg here. Left leg left of your body. Đưa chân trái sang ngang bên trái đi ạ. Yes, right leg should be straight. Thẳng chân phải. Gập chân trái. Gập chân trái lên ạ. Yes. And slowly tay trái sau lưng. Tay trái ra sau. Tay phải lên, hông lên. Tay phải lên, nâng hông lên. Yes, big back. Nhả lưng ra sau ạ. Advance hai tay xuống. Nâng cao hạ hai tay xuống. Beginner. One hand up and look at your right foot. Five, four, leg, three, two, and one. While exhalation, thở ra hè. Thẳng chân trái straight to your left leg. Thẳng chân trái ra sang ngang kìa. Tiếp vào, hai tay lên. Exhalation, hai tay nằm lên. Thở ra, xoay người sang trái, hai tay nằm lấy bàn chân trái ạ. Three, two,
chào. Đâu mũi chân hướng lên à? Get down. Hold. Giữ. Six. If you want, use your power limit. Five. Có thể mọi người có thể hạ cái thân của mình ở dưới cằm á. Five. Four. Ole. Three. Hít vào, hai tay lên. Excellent. Thở ra hà. Slow to the back, please. Từ từ chân phải về trước đi ạ. Left. Bây giờ tới chân trái. Bolivian left leg. Gặp chân trái. Side of your body. Sang ngang ạ. While inhalation, hít vào và thở ra. Tay trái hà. Yes. Tay phải nằm lấy bàn chân trái. Tay phải nằm lấy bàn chân trái. While inhale. Hít vào. Thở ra thẳng chân trái lên. Yes, raise your left leg. Look up in the nhìn lên ạ. Your left of your body. Touching five, straight your right leg. Six. Five. Four. Ole. Gặp chân trái xuống ạ. Khóa hai tay lại phía sau đi ạ. Lùng tay qua đùi. Tiếp vào. Từ từ nâng chân trái lên thẳng ạ. Thẳng lưng. Thẳng lưng. Thẳng chân trái straight your left leg. Everyone. Five. Very good. Thẳng lưng. Four. Three. Two. And one. Well, exhalation, chân trái xuống. Thở ra hạ chân trái ạ. Thẳng chân trái. Left shoulder should be just like that. Mọi người hạ vai trái xuống đi ạ. Feet up. Nâng mũi chân hướng lên. Cố gắng hạ đầu xuống ạ. Hoặc hạ cằm xuống. Six. Beginner self, look up. Người mới nhìn lên và giữ ạ. Five. Four. 3, 2, and 1. Inhalation. Hít vào. Slowly go past the front. Từ từ hai tay về trước đi ạ. Hai tay lên. Exhale. Thở ra hà. Slowly left leg up. Chân trái về trước ạ. Hai chân lắc chân relax your body. Thẳng chân lắc hai chân. Okay, everybody. Both hands place back of your leg. Hai tay ra sau hông đi ạ. Look up. Nhìn lên. Relax your spine. Thả lỏng lưng. Normal breathing. Hít thở đều. Nhắm mắt lại ạ. Master, you also correct the mark. The last line. The new member, the first day, great practice, just one member. Hello. Slowly stand up. Từ từ đứng lên ạ. Come in front of the mat. Mọi người tiến về đầu thảm đi ạ. Now both palms together in front of the chest. Hai tay chấp ngực. Close your eyes. Nhắm mắt lại. Deep inhale and exhale. Hít vào thật sâu và thở ra. Now three times om chanting. Bây giờ mình sẽ tụng ba lần om ạ. Let's start sun salutation. Và sau đó mình sẽ tập chào mặt trời. Deep inhale. Hít vào thật sâu. Oh.
both palms together in front of chest. Hai tay giữ nguyên chất ngược ạ. Inhale, both hands raise up. Hít vào hai tay lên. Both wrists should be interlocked like this. Hai tay khóa lại như thầy đi ạ. Make chin mudra. Tay để tư thế chin mudra. Bend back. Ngã lưng ra sau ạ. Bend back. Ngã lưng. Now exhale, both hands side. Thở ra hai tay xoay ngang ạ. Nhìn thẳng. Chin mudra. Tay vẫn để tư thế chin mudra. Now exhale, both palms place on your mat. Thở ra hai tay hạ chạm thảm ạ. Now forehead should be touched with knees. Chán chạm gối. Now inhale, right leg back. Hít vào chân phải ra sau. Now both hands rise up. Hai tay lên. Same, both palms interlock. Hai tay vẫn chắp lại ạ. In chin mudra. Tay để tư thế chin mudra. Look up. Nhìn lên. Now exhale, down. Thở ra. Now left leg back. Chân trái ra sau. Plank pose. Về tấm ván ạ. Look forward. Nhìn thẳng. Now inhale and exhale. Drop hít vào và thở ra. Đầu gối ngược gặp chạm sàn. Here, right leg. Lift up. Giữ nguyên tư thế đó, nâng chân phải lên. Look forward. Nhìn thẳng ạ. Exhale down. Thở ra hà. Inhale, cobra pose. Hít vào rắn hổ mang. Look up. Nhìn lên. Now exhale, mountain. Thở ra quả đuối. Now right leg up. Chân phải lên cao ạ. Try to more push your head down. Cố gắng hạ vai và đầu của mình xuống. Now inhale, right leg forward. Hít vào chân phải về trước ạ. Now both hands rise up. Hai tay lên. Both wrists interlock. Mọi người nhớ là tay của mình lúc nào cũng chéo với nhau ạ. Chin mudra. Tay để tư thế chin mudra. Now exhale, both palms down. Thở ra hạ tay. Left leg forward. Chân trái về trước ạ. Forehead should be touch your knees. Chán chạm gối. Now inhale, both hands rise up. Hít vào hai tay lên. Both wrists interlock. In chin mudra, bend back. Ngã lưng ra sau ạ. Now exhale, forward. Thở ra gặp về trước. Both hands rise. Hai tay xoay ngang. Look forward. Nhìn thẳng. Now exhale down. Thở ra hạ tay. Forehead should be touch your knees. Chán chạm gối. Now inhale, left leg back. Hít vào chân trái ra sau ạ. Both hands rise up. Hai tay lên. This in flat. Luôn luôn khóa tay lại ạ. Chin mudra, look out. Tay để tư thế chin mudra nhìn lên. Now exhale, both palms down. Thở ra hạ hai tay xuống chạm thảm. Right leg back. Chân phải ra sau. Đầu gối ngược cao chạm sàn ạ. Chân trái lên. Nhìn thẳng. Thở ra hạ chân. Hít vào rắn hổ mang. Nhìn lên. Thở ra quả núi. Nâng chân trái lên cao. Mũi chân hướng lên. Đẩy vai xuống. Hít vào chân trái về trước ạ. Hai tay lên. Khóa tay lại tư thế chin mudra. Thở ra gập, hai tay chạm sàn. Forward. Chân về trước ạ. Forehead should be touch your knees. Chán chạm gối. Now inhale, both hands rise up. Hít vào hai tay lên. In black, look up. Khóa tay lại nhìn lên. Exhale. Thở ra, gập về trước ạ. Một lần nữa. Say down both palms. Thở ra hai tay chạm thảm. Forehead should be touch with. Chán chạm gối. Now inhale, right leg back. Hít vào chân phải ra sau. Now both hands raise up. Hai tay lên. Interlock your knees, look up. Nhìn lên. Exhale down. Thở ra hạ tay. Now left leg back. Chân trái ra sau ạ. Plank pose. Về tấm ván. Now inhale and exhale. Hít vào và thở ra. Gối ngược cao chạm sàn. Right leg up. Hít vào chân phải nâng lên cao. Look forward. Nhìn thẳng. Exhale down. Thở ra. Now inhale cobra. Hít vào rắn hổ mang. Open your shoulder. Mở vai ạ. Try to move, look up. Cố gắng nhìn lên. Exhale mountain. Thở ra quả núi. Right leg up. Chân phải lên cao, mũi chân hướng lên. Same, right. Chân phải về
trước ạ, giữa hai tay. Hít vào hai tay lên, chắp tay lại, nhìn lên. Thở ra gập về trước ạ, hai chân lên. Chán chạm gối. Hít vào hai tay lên, nhìn lên ạ. Tay để tư thế Shimura, chắp tay lại với nhau ạ. Phá tay lại. Thở ra gập về trước, hai tay sang ngang. Thở ra, tay chạm thảm. Now inhale, tay back. Hít vào chân trái ra sau ạ. Now hai tay lên. Inhale, exhale out. Thở ra hạ tay. Back back. Chân ra sau về tập phản ạ. Thank you. Now inhale and back. Hít vào và thở ra, đầu gối ngược cao chạm sàn. Now left leg. Nâng chân trái lên cao ạ. Look forward. Nhìn thẳng. Smile. Cười lên. Down. Thở ra hạ chân. Inhale cobra. Hít vào rắn hổ mang. Look up. Nhìn lên. Exhale mountain. Thở ra quả núi. Now right left leg up. Chân trái lên cao ạ. Exhale forward. Thở ra chân về giữa hai tay ạ. Both hands raise up. Hai tay lên. Recent leg look up. Khóa tay lại nhìn lên. Exhale, right leg forward. Thở ra chân phải về trước ạ. Forehead should be touch your knees. Chán chạm gối. Now inhale, both hands raise up. Hít vào hai tay lên. Recent leg, look up. Nhìn lên. More bend back. Cố gắng nhả lưng ra sau nhiều hơn. Exhale, namaste. Thở ra tay chắp ngực. Close your eyes. Nhắm mắt lại. Relax your body. Thả lỏng toàn thân. Deep inhale and exhale. Hít vào thật sâu và thở ra. Inhale. Hít vào. Exhale. Thở ra. Inhale. Hít vào. Exhale. Thở ra. Inhale. Hít vào. Exhale. Thở ra. Open your eyes. Mở mắt ra. Now both palms together in front of the chest. Hai tay chắp ngực. Now inhale, both hands raise up. Hít vào hai tay lên. Back. Cố gắng nhả lưng ra sau nhiều hơn. Bend back. Bend back. Cố gắng nhả lưng ra sau nhiều hơn ạ. Exhale. Thở ra. Forward. Both palms touch your mat. Forehead should be touch your knees. Chán chạm gối. Now inhale, both hands side up. Hít vào. Right knee drop on the chân mat. Phải ra sau, hạ đầu gối phải xuống. Now both hands side. Hai tay sang ngang. And look up. Nhìn lên. Exhale forward. Thở ra gập về trước ạ. Left leg back. Chân trái ra sau. Plank ball. Về tấm ván ạ. Slowly turn your both hands left side. Từ từ đưa hai chân của mình sang trái. Right plank. Về tấm ván nghiêng. Right hand up. Tay phải lên. Tấm ván nghiêng bên phải ạ. Now exhale out. Thở ra hà. Now drop your knees, drop your chest. Đầu gối ngược cao chạm sàn. Look here, both hands side support. Hai tay sát bên thân ạ. Now inhale. Hít vào. Both leg up. Hai chân lên. Try. Mọi người cố lên ạ. Cố gắng thử đi ạ. Now exhale. Thở inhale, ra. Cobra. Hít vào rắn hổ mang. Look up. Nhìn lên. Exhale, mountain. Thở ra quả núi. Exhale, mountain. Thở ra quả núi ạ. Head should be pushed down. Đẩy vai và đầu của mình xuống. Now inhale, right leg. Hít vào chân phải. Forward. Về trước giữa hai tay ạ. Now left. Hạ đầu gối trái. Both hands up. Hai tay sang ngang. Ngã lưng ra sau nhiều hơn. Exhale forward. Thở ra gọi về trước. Left leg forward. Chân trái về trước ạ. Forehead should be touch your knees. Chán chạm gối. Now inhale, both hands rise up. Hít vào hai tay lên. Move bend back. Cố gắng nhả lưng ra sau nhiều
bend, 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 more than back. Cải lưng ra sau nhiều hơn kìa. Exhale forward. Thở ra gập về trước. Forehead, with up to your knees. Chán chạp gối. Now inhale, left leg back. Hít vào chân trái ra sau ạ. Left knee drop on the mat. Hạ đầu gối trái. Hand side. Hai tay sang nghe. Move bend back. Cố gắng chạy lưng ra sau nhiều hơn. Exhale. Thở ra, tay hạ chạm xe. Leg back. Chân ra sau ạ. Plank pose. Rồi tập phản. Now both hands with the turn right side. Xoay hai góc chân sang phải. Side back. Rồi tập phản nghiêng ạ. Look back. Nhìn lên. Exhale. Thở ra. Down. Hạ. Now drop your knee, drop your chest. Đầu gối ngược cầm. Chạm sang ạ. Now slowly inhale. Từ từ. Beginner. Người mới ạ. Right, only one leg up. Một chân lên. If you advance. Nâng cao ạ. Hít vào. Hai chân lên. Exhale. Thở ra ạ. Hold ra. Rắn hổ bên. Nhìn lên. Exhale, mountain. Thở ra quả núi. Head down. Hạ đầu xuống. Đẩy vai xuống. Inhale, left leg forward. Hãy chân trái về trước ạ. Right knee drop on the knee. Hạ đầu gối phải. Both hands side. Hai tay sang ngang. Exhale forward. Thở ra gập về trước ạ. Right leg forward. Chân phải về trước. Forehead sit up to your knee. Chán chạm gối. Now inhale, both hands rise up. Hai tay lên. More bend back. Cố gắng hạ lưng ra sau nhiều hơn. If possible, nếu có thể ạ. Thì mình làm tư thế bánh xe ạ. Hạ hai tay chạm xe. Now, slowly. Now. Right foot high. Hai tay bên ạ. Tay chấp ngược. Relax. Thả lỏng ạ. Now, slowly come to sit down. Từ từ ngồi xuống đi ạ. 10 minutes we are practice pranayama. Bây giờ mình sẽ tập pranayama ạ. Because outside so positive energy. Tại vì ở bên ngoài như thế này mình có rất là nhiều năng lượng tích cực ạ. Now, today practice pranayama. Come to sitting pose. Mọi người về tư thế ngồi thoải mái. Now, both hands in chin mudra. Hai tay để tư thế chimura. Spine straight. Thẳng lưng. Keep smile. Cười lên ạ. Now first open your eyes. First look how to do eye with toe. Bây giờ mọi người nhìn thầy cách làm ạ. Right hand rise up. Tay phải lên. Your index finger touch your thumb. Mọi người đã tay như thế này ạ. And your middle finger also touch your thumb. Like this. Now, right thumb, close your right nostril. Tay phải, ngón tay cái á. Right thumb, close your right nostril. Ngón tay cái giữ mũi phải lại. Now, inhale, left nostril. Tay trái, bên trái á. Close your left nostril. Đóng mũi trái lại. Exhale, right nostril. Thở ra bên phải. Inhale, right nostril. Hít vào phải. Close your right, exhale left. Thở ra trái. Inhale left. Hít vào trái. Close left. Đóng lại. Exhale right. Thở ra phải. Inhale right. Hít vào phải. Close. Đóng lại. Exhale left. Thở ra trái. Spine straight. Thẳng lưng. Keep smile. Dừng. Nụ cười trên mặt ạ. Inhale. Hít vào. Close. Đóng lại. Exhale. Thở ra. Inhale. Hít vào. Close. Đóng. Exhale. Thở ra. Inhale. Hít vào. Close. Đóng. Exhale. Thở ra. Inhale. Hít vào phải. Close.
say. Mở ra trái. Nè. Hít vào trái. Đóng. Exhale. Mở ra phải. Nè. Hít vào phải. Đóng. Thở ra trái. Nè. Hít vào. Đóng. Thở ra phải. Nè. Hít vào phải. Đóng. Thở ra trái. Thả lỏng đi ạ. Both hands in chin mudra. Hai tay để tư thế chin mudra. Slightly close your eyes. Nhắm mắt lại. Whole face look in your mind. Mọi người tập trung nhìn vào tâm trí của mình ạ. Yeah. Now open your eyes. Bây giờ mở mắt ra. Close your right nostril. Đóng mũi phải lại ạ. Close your right nostril. Đóng mũi phải lại ạ. Now left hand side. Tay trái lên, hít vào. Lên, okay. Thở ra gập xuống. Six, five,
Bây giờ mình sẽ tập yoga cười ạ. Mọi người đều phải tham gia nha, mọi người tham gia 100% ạ. Đừng có ngại, đây là một liệu pháp luyện tập á, cho nên mọi người đừng ngại. You can hard to do you laugh. Bây giờ mọi người nhìn thấy cách làm ạ. What is the benefit of laughing yoga? Những lợi ích của yoga cười ạ. Today more people have stress in your mind. Hôm nay mọi người có thể là có những người có rất là nhiều stress ở bên trong ạ. If you practice everyday laughing yoga, your blood circulation good for your health. Khi mà mọi người luyện tập yoga cười hàng ngày á thì máu của mình sẽ luôn thông dễ hơn ạ. If you have any sleeping problem in night. Khi mà mọi người có vấn đề về giấc ngủ, ví dụ như là mình khó ngủ ạ, thì nó cũng sẽ được đẩy lùi ạ. If today morning you practice laughing yoga, your whole day will be happy. Hôm nay buổi sáng ngày hôm nay chúng ta tập yoga cười thì cả ngày hôm nay chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, thoải mái hơn ạ. Okay, enjoy this one, like this. Cho nên là mọi người cần phải hoàn toàn tham gia. In front of the chest like this. Now inhale. Hít vào hai tay dọc. Yes. Now both hands in front of chest. Hai tay trước ngực như thầy đi ạ. Inhale. Hít vào. Yes. Inhale. Hít vào. Inhale. Inhale. As inhale. You stand up now. Inhale. Stand up, you stand like this. Mọi người phải nâng hông lên như thầy ạ.
Stand on your knee, okay? Đứng lên bằng đầu gối. Now inhale. 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 Inhale one more time. Yes. Come to child pose. Về em bé. Relax your whole body. Thả lỏng toàn thân. Deep inhale. Hít vào thật sâu. Exhale. Hai ngón chân cái chạm nhau, đẩy hai đầu gối ra ngoài, kéo giãn lưng, kéo giãn tay ra, thả hông xuống là tư thế em bé. And now slowly come to diamond pose. Từ từ nâng người về tư thế kim cương ạ. Now both knee bends up the mat. Đẩy hai đầu gối ra ngoài, hai mép thảm ạ. Now practice lion roaring pose. Bây giờ mình sẽ tạo tư thế con sư tử ạ. Both palms in front of me, both knees. Hai tay trước hai đầu gối ạ. Lion roaring pose. How to do you first look? Bây giờ mọi người nhìn thấy cách này trước ạ. Your mouth fully open. Bây giờ mọi người like mở hết miệng của mình ra. And your tongue should be come out. Đẩy lưỡi hết lưỡi ra ngoài ạ. And your eyes raised and face express so crazy, so angry face. Mọi người phải làm khuôn mặt dữ dữ lên ạ. First 5 times you in front me like this, after both together like this. Đầu tiên mọi người sẽ làm 5 lần hướng về thầy, sau đó những lần sau mọi người sẽ hướng về nhau ạ, cứ bắt cặp với nhau ạ. What is this benefit of the lion roaring pose? Bây giờ thầy sẽ nói tới lợi ích của nó. So many people have bad smell in mouth. Một số người á, khi mà mình thở ra có mùi hôi trong miệng á. And also difficult some difficult word. Và mình nói năng nó bị khó. And if you have any good speaker, good singer, help for them. Và nó cũng tốt cho cái việc mình hát nữa. Cho nên mọi người cần phải tham gia hợp tác này nha. It was eyes problem, nose problem, all problem will be solved. Tất cả các vấn đề của mình sẽ được đẩy lùi ạ. Now come, let us enjoy the lion roaring pose. Bây giờ mọi người bắt đầu tham gia. Keep smart. Cười lên. Inhale. Hít vào. Đẩy hết lưỡi ra ngoài ạ. Mọi người đẩy hết lưỡi ra ngoài ạ. Inhale. Now, opposite side. Bây giờ mọi người xoay mặt về nhau đi ạ. Mọi người bắt cặp với nhau, xoay mặt về nhau đi ạ. Mọi người bắt cặp với nhau, xoay mặt về nhau đi ạ. Yes. Đối diện nhau nha. Now, opposite side, fighting. Is together lion fighting. Mọi người phải tưởng tượng như kiểu là sư tử đang đấu với nhau ạ. I will show. Look here, you come. Bây giờ nhìn thầy cách làm ạ. Mọi người nhìn hai thầy ạ.
Hello. 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 Yes, hello. Look here, how to fighting each together. In me. Fighting is together, huh? Is together, huh? Fighting. Fight, fight. Practice, practice. Mọi người luyện tập đi ạ, đại hát năm rồi. Ha, continue. 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 Yes. Now, come down, lie down, lie down. Bây giờ mọi người nằm xuống đi ạ. Lie down. Mọi người nằm xuống đi ạ. Nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống ạ. Nằm xuống. Nằm xuống ạ. Nằm xuống mọi người ơi, không phải nằm sấp đâu, nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống ạ. Both hand side. Hai tay mở rộng sang hai bên đi ạ. Both feet wide. Hai chân mở rộng một chút ạ. Now close your eyes. Nhắm mắt thôi. Deep inhale and exhale. Hít vào thật sâu và thở ra. Inhale. Hít vào. Exhale. Thở ra. Inhale. Hít vào. Exhale. Thở ra. Inhale. Hít vào. Exhale. Thở ra. Okay. Now both hands over the head. Hai tay qua đầu đi ạ. Both feet together. Hai chân xếp lại. Both hands interlock. Khóa hai tay lại ạ. Inhale, stretch up. Hít vào kéo giãn toàn thân, đẩy mũi chân hướng xuống ạ. Exhale, relax. Thở ra, thở lỏng. Inhale. Hít vào. Exhale. Thở ra. Inhale. Hít vào kéo giãn. Exhale. Thở ra. Now slowly left knee bent. Gập chân trái. Turn right side. Xoay người sang phải ạ. Now slowly come to sitting pose. Từ từ nâng người về tư thế ngồi thoải mái. Now both palms together in front of the chest. Hai tay chắp ngực ạ. Spine straight. Thẳng lưng. Neck straight. Thẳng cổ. Hip smile. Cười lên ạ. Head should be straight. Head stay. Thẳng cổ. Mọi người đưa mặt của mình hướng về trước ạ. Now close your eyes. Nhắm mắt lại. Now five times om chanting. Bây giờ mình sẽ tụng 5 lần om ạ. Three times shanti shanti. Và 3 lần shanti. Both palms together in front of the chest. Namaste. Hai tay chắp ngực ạ. Inhale. Hít vào. Om. Inhale. Oh.
lần sẽ tụm ba lần ôm ba lần sa tì ạ. Inhale. Hít vào. Shanti. Look your palm. Hari Om Namaste.